Xin chào các anh chị, xin chào các cô dì chú bác và con nông dân. Video tiếp theo tôi vẫn sẽ nói về chiến lược sản phẩm. Như tôi đã phân tích với các anh chị và các cô dì chú bác là đối với tôi thì quan điểm là sản phẩm phải là cái tiêu chí đầu tiên, cốt lõi, và muốn bán được nhiều hàng, muốn tạo ra được cái nhu cầu của thị trường thì chúng ta phải liên tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ uy tín với khách hàng. Chúng ta cứ ngày này qua tháng khác chúng ta vẫn bán một cái sản phẩm như thế. Và trong khi đó thị trường thì nó có quá nhiều thứ để cạnh tranh. Cái thị trường có quá nhiều những cái đối thủ mới, những cái sản phẩm mới ngày vào thị trường càng nhiều hơn. Có đúng không ạ? Thế thì tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn là cái công thức sản phẩm 3 lớp nha. Công thức sản phẩm 3 lớp tức là gì? Cái cấu tạo, cấu trúc của sản phẩm ấy, giống như là mình vẽ ba cái đường tròn như thế này. Đấy. Thì cái lớp lõi của nó, cái lớp lõi của nó chính là cái sản phẩm cốt lõi. Thí dụ như là mình bán nông sản là bán cái hạt gạo để người ta ăn vào người, đúng không? Mình bán cái hạt gạo thì cái sản phẩm lõi chính là hạt gạo. Ok. Cái lớp số 2 là sản phẩm thực tế, tiếng Anh nó gọi là actual product. Còn cái sản phẩm lõi kia là core product. Thì sản phẩm thực tế thì có thể là thêm là gì ạ? Bao bì, hình ảnh, công dụng, chức năng, nhãn mác, uy tín thương hiệu, kinh nghiệm sản xuất, công nghệ dây chuyền, uy tín của người bán, chứng nhận, chứng chỉ, vân vân. Tất cả những cái sản phẩm như vậy nó ở bên ngoài. Cái hạt gạo nó nằm bên trong nhưng mà cái bao bì nó nằm bên ngoài. Và trong đó là ví dụ như là tôi sẽ nói là hạt gạo này là organic, không phun thuốc sâu, đúng không ạ? Ví dụ như thế. Gạo rất là ngon, rất là dẻo, rất là thơm. Do các nhà khoa học hàng đầu của Israel hay là của Hội Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ở Việt Nam vân vân, hay là do kỹ sư A, kỹ sư B người ta làm ra. Đấy, rồi hàm lượng dinh dưỡng cao bao nhiêu phần trăm. Rồi thì bây giờ gạo, ngày xưa người ta ăn lấy no, bây giờ người ta ăn lấy thơm, lấy ngon. Rồi thậm chí là người ta lo lắng về vấn đề tiểu đường, ăn nhiều gluco, tinh bột vào trong người thì nguy cơ tiểu đường cao. Thì liệu rằng có gạo nào dành cho người tiểu đường hay không? Khi mà thị trường bây giờ rất nhiều người tiểu đường, người già tiểu đường, người trẻ tiểu đường. Thế gạo mà lại không bị tiểu đường thì nếu mà mình có cái dòng đấy thì thật sự là một mình bán, cả thế giới sẽ phải nhập hàng của mình, cả Việt Nam sẽ phải nhập hàng của mình, và mình sẽ bán rất là tốt. Ý tưởng của tôi là như vậy. Cái bao bì này, ví dụ như mình đóng vào cái túi ni lông, thế thì cái túi ni lông này nó có thân thiện với môi trường hay không? Mình đóng vào túi giấy hay mình đóng vào túi bao tải, có khả năng tái chế hay không? Công dụng là gì? Chức năng là gì? Cái túi mình thiết kế có dễ lấy hay không? Có bị chuột cắn hay không? Rồi thì kinh nghiệm sản xuất của mình, kinh nghiệm uy tín thương hiệu của mình trên thị trường để chứng nhận đạt cái tiêu chuẩn Việt Gáp hay là ABCXYZ Gáp đối với loại gạo này, đối với loại khoai, loại ngô, loại mì, loại miến này, loại sắn này, tất cả những điều như vậy. Hay là tôi có anh bạn vừa rồi, anh ấy làm chỉ trồng tập trung một cái sản phẩm là cà gai leo để chữa cái bệnh gan thôi. Thế nhưng mà tôi thấy anh ấy làm rất là tốt, anh ấy mở rộng sản lượng rất là tốt, liên tục đi tìm đất để canh tác. Sau đó là anh ấy thu sản phẩm lại, anh ấy sấy, anh ấy làm máy sấy, sấy xong anh ấy đóng gói túi lọc, đóng gói túi to, túi nhỏ, và anh bắt đầu phát triển kênh phân phối. Thế là mô hình của anh là từ trang trại cho đến làm sao? Đến siêu thị và bán trực tiếp với người tiêu dùng luôn. Đấy, mô hình cà gai leo Sadu, các anh chị có thể vào xem. Và tôi cũng không biết là anh ấy có giàu có hay không, có kiếm được nhiều tiền hay không, nhưng mà tôi thấy là quan sát, anh là học viên học bán hàng online của tôi, là tôi quan sát thì tôi thấy là anh ấy đang làm rất tốt. Các anh chị có thể tìm và trên Facebook tôi hiện thị ra. Đấy, anh ấy tự làm video giới thiệu về cái cà này, rồi thì đóng gói, anh ấy tìm, rồi anh ấy thiết kế vân vân, rất là hay. Đấy là cái lớp sản phẩm thứ hai, đúng không ạ? Và cái lớp sản phẩm thứ ba người ta gọi là sản phẩm tăng cường, tức là added value, tức là tạo thêm các giá trị gia tăng. Thí dụ như là mình chăm sóc khách hàng như thế nào, mình phản hồi, xử lý phản hồi khách hàng như thế nào, hàng không ngon, hàng tốt, hàng không tốt thì mình xử lý như nào. Bây giờ mình bán bưởi thì nguy cơ là bưởi thối, bưởi đắng, bưởi chua, mình có đền tiền cho khách hay không. Rồi mình mua cả một cái nhà vườn như thế này, quả to quả nhỏ mình đều phải mua, quả ngon quả không ngon mình đều phải mua. Quả ngon thì mình bán, đương nhiên quả không ngon mình phải chịu chứ. Đấy, những người làm bán hàng hoa quả hay là tôi biết là có rất nhiều rủi ro. Hay học trò tôi là cái thương hiệu mà
một cái nhãn hoa quả, một cái nhà bán lẻ hoa quả rất lớn ở Hà Nội, người ta một ngày người ta có thể bán hàng chục tấn hoa quả online, rất là kinh khủng. Mặc dù người ta không phải là nhà vườn, người ta đi đặt sản xuất ở các nhà vườn, người ta nhập từ Thái Lan, nhập từ Hàn Quốc, nhập từ Đài Loan về, người ta bán na chuông Đài Loan nửa cân, một cân một quả. Đấy. Rồi thì cũng học viên khách hàng của tôi ở trên phố Huế, người ta làm một cái cửa hàng bán hoa quả chuyên hàng cao cấp, người ta bán là 4 tỷ 5 tỷ một tháng hoa quả bán buôn bán lẻ, cao cấp đến mức mà người ta vào cửa hàng mà như là cửa hàng bán thời trang xa xỉ, nhân viên mặc đồng phục com lê, nữ mặc gilet, thắt cà vạt, đi găng tay trắng, rất lịch thiệp lấy sản phẩm. Người ta đóng một cái hộp hoa quả 2 triệu 3 triệu như vậy, rất là đẹp, bán cho những người nhà giàu, bán cho những người đi lễ, quá là tuyệt vời. Tôi thấy đấy là những cái ý tưởng rất hay và tạo giá trị gia tăng, đúng không? Chứ bây giờ mình cứ bán đổ đống đổ đụn thì dưa trả 1.000, khoai trả 500, đúng không? Rồi, các mô hình tôi vừa nói với các anh chị đều là những mô hình thành công. Tí nữa tôi sẽ phân tích những cái case study cụ thể như là cà gai leo Sa Đu của anh bạn tôi, hay là lợn rừng của anh Dũng bạn tôi, hay là cái trường hợp và cái hoa quả cao cấp hoặc là hoa quả ngon của Việt Nam như là thương hiệu Ưu Đàm, cũng là một cái anh chị cũng học viên của tôi, bây giờ anh chị làm rất là tốt. Tất nhiên tôi cũng chỉ dạy một cái phần làm online thôi, còn bản thân là anh chị làm rất là uy tín và bán tốt rồi, và cứ thế phát huy đó, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta tương tác trên mạng xã hội như thế nào, chúng ta xây dựng các cái tài khoản như Facebook, Zalo, Instagram, YouTube, TikTok ra sao, website, đúng không? Đấy là tương tác trên mạng xã hội với khách hàng bán hàng online. Sự trung thành, rồi sự chăm sóc, sự cam kết của thương hiệu, có sản phẩm dùng thử, sản phẩm dùng mẫu hay không, có chính sách đổi trả hay không, có chính sách hỗ trợ cho đại lý khi mà vào những cái dịp cao điểm hay dịp thấp điểm, hay là những cái tình huống khủng hoảng, ví dụ như khủng hoảng dư thừa hay là khủng hoảng thiếu, đúng không? Các chương trình khuyến mại giảm giá, duy trì khách hàng mua hàng như thế nào, tái mua như thế nào, khách hàng VIP, khách hàng bán lẻ như thế nào. Chúng ta là nhà vườn, chúng ta là nông dân, chúng ta là những người mà buôn bán nông sản, thì chúng ta vẫn phải có tư duy như siêu thị, như là những người bán hàng online chuyên nghiệp thì chúng ta mới thành công được, đúng không? Áp dụng các công cụ bán hàng online như thế nào, thì đấy là cái lớp thứ ba của sản phẩm nhá. Cái cấu trúc của sản phẩm nó gồm có 3 lớp: sản phẩm lõi, sản phẩm thực tế và sản phẩm tăng cường. Và chúng ta phải làm cả ba cái đấy trong một sản phẩm thì giá trị của chúng ta mới gia tăng. Và đặc biệt luôn luôn là tạo ra cái sự khác biệt cho sản phẩm, đúng không? Trả lời cho câu hỏi là sản phẩm của chúng ta có gì khác so với đối thủ. Họ cũng trồng bưởi, mình cũng trồng bưởi, khác gì? Họ trồng bưởi Năm Roi, mình phải trồng bưởi Tiến Vua, bưởi đỏ. Họ trồng bưởi cam như thế này, mình phải trồng cam như thế kia. Đấy là câu chuyện mà tôi muốn nói. Được chưa ạ? Thế rồi bây giờ cam vào mùa nó bán không xuể thì phải ép để lấy nước và đóng chai bán, đúng không ạ? Mà đóng chai bán vẫn không kịp thì phải làm thế nào? Lại phải sao khô để làm gì? Để làm những cái sản phẩm gọi là detox, tức là những cái sản phẩm làm cho người ta uống để giảm béo rồi để thanh lọc cơ thể. Quá là tuyệt vời. Thanh long rồi thì tất cả mọi thứ mình có thể mix vào nhau và mình tạo ra những cái sản phẩm detox như vậy. Tại sao lại phải để những con buôn làm, mà trong khi đó các anh chị nhà vườn có thể làm được việc đó? Hãy hãy đầu tư thật nhiều giá trị, hãy suy nghĩ. Có rất nhiều hướng tôi đã nói rồi: hướng chế biến, hướng mix hỗn hợp lại, hướng làm cao cấp lên. Một giỏ hoa quả 3 triệu 5 triệu mà người ta vẫn bán được, bán hàng trăm giỏ vào dịp. Một cái cửa hàng ở trên phố ấy tôi biết họ làm rất thành công, doanh số bán 4 5 tỷ một tháng, tuyệt vời. Ngạc nhiên luôn, đúng không ạ? Tôi đến là tôi còn phải sững sờ, bởi vì là nhìn cái cách họ làm quá chuyên nghiệp, một cái cửa hàng rất là đẹp và sang trọng, nhân viên ăn mặc như là bán vàng, bán đồng hồ, bán trang sức cao cấp luôn, găng tay trắng muốt bê khách cho khách, nói thật là quá tuyệt vời, đúng không? Bây giờ lại một bà là béo ị ngồi chửi khách sơi sơi sơi, mua thì mua, không mua thì thôi, bớt vía, thì làm sao mình bán được? Dưa mình cứ đổ đống ra ngoài đường thì 1.000, 2.000 một cân người ta cũng không mua, đúng không ạ? Dưa hấu 1.000 một cân đổ đống. Nhưng bắt đầu chúng ta thấy rằng là gì ạ? Vào quán cà phê thì đã là 40.000 một ly. Đấy. Thế nhưng mà mình lại làm sinh tố, mình làm những cái
tốt hơn nữa. Để làm gì? Để mà giao, để mà ship cho khách. Thì chúng ta lại thấy rằng rất là có lời. Thay vì dưa đổ đống như thế thì mình bán 5.000, 10.000 một chai nước ép dưa hấu, mình có thể giải quyết được vấn đề đấy. À ok, rồi nhá, ok xong. Tiếp tục là cái tôi đã nói về một cái chuyện là bán cái mình có hay bán cái khách hàng cần. Thì đầu tiên là mình phải bán cái mình có đã. Nhưng sau đó mình phải biến cái mình có thành cái khách hàng cần. Và bước số 3 cao hơn nữa là mình phải bán cái mà khách hàng thực sự cần. Mình nhanh nhạy với thị trường. Hãy nhớ rằng là khách hàng họ không cần một củ khoai. Khách hàng họ không cần một cái gọi là một cân gạo, đúng không ạ? Họ cần một bữa cơm ngon miệng. Họ cần một cái củ khoai để ăn, để cho nó cơ thể nó thanh lọc. Hãy tưởng tượng theo cách như vậy. À, và mình luôn luôn tạo ra được những cái sản phẩm tốt, chế biến, đóng gói. Vì tôi biết là hiện nay các nông dân, nhà vườn hiện nay cũng đã có rất nhiều những cái cải tiến đáng kể. Hoa quả tươi, hoa quả khô, bánh kẹo, rồi nông sản rất nhiều rồi. Tôi thấy đấy là một cái hướng rất là tuyệt vời các bạn có thể làm. Rồi trực tiếp mình có thể đi tìm các kênh phân phối mình làm. Được chưa ạ? Thì ta sẽ sang cái phần đấy. Một số các câu chuyện tôi sẽ nói trong các video tiếp theo, như gà tiến vua, bưởi tiến vua, bưởi hồ lô, hay là cá chấm đen làng Vũ Đại, hay là lợn rừng, hay lợn mán, hay là hoa quả ưu đàm, vân vân. Tôi sẽ viết thành các video có phân tích từng trường hợp một, có hình ảnh, có video minh họa cho các anh chị các bạn, được không ạ? Vâng, chúng ta cũng phải thường xuyên tung sản phẩm mới, chúng ta thường xuyên phải cải tiến sản phẩm mới đấy, chứ không phải là hôm nay tôi trồng ổi như này thì 10 năm tôi vẫn thế. Tôi thấy rất nhiều bà con nông dân là hơi theo kiểu chủ quan, hơi theo kiểu làm theo kinh nghiệm và hơi bảo thủ. Thí dụ như là tôi đến thăm một cái cơ sở sản xuất nước mắm, thì tôi chỉ đặt câu hỏi thôi, tôi cũng không nói là anh phải làm như thế, nhưng tôi thấy nhận cái câu trả lời là rất là bảo thủ. Thế tôi bảo là thế bây giờ thấy làm nước mắm như này thì liệu là làm ra cái thùng khác có tốt không? Liệu làm cái loại cá khác có tốt không? Liệu làm cái loại muối khác có tốt không? Thế rồi thì cái bây giờ người ta ủ là 36 tháng thì mới ngon. Thế là tôi hỏi là thế ủ đến 12 năm có được không? Giống như là rượu whisky ấy. Tại sao nó có rượu 12 tuổi, rượu 21 tuổi, rượu 25 tuổi, rượu 30 tuổi? Thử làm nước mắm theo tuổi đấy có được không? Tất cả những cái thứ tôi nhận được đều là những câu lắc đầu. Bảo là cha ông đã làm như thế này từ lâu rồi, không thay đổi được. À, tôi không biết có thể thay đổi hay không, nhưng tôi là người đưa ra câu hỏi phản biện, và mình phải tìm ra cái mới. Chứ không phải là cứ như thế là tôi cứ làm 100 năm, năm nay bố tôi làm thế, ông nội tôi làm thế, bây giờ tôi cũng làm thế. Xin thưa là 100 năm nó đã khác rồi. 100 năm trước xe hơi của hãng Ford sản xuất là chạy bằng động cơ diesel. Sau đó khoảng 50 năm sau chạy bằng động cơ xăng. Và bây giờ người ta chạy bằng điện. Thế nếu mà bây giờ ông nội tôi cũng vẫn sản xuất xe hơi bằng điện thì tôi có làm được đâu. Bởi vì bây giờ tương lai xe chạy bằng điện, thậm chí xe nó chạy bằng nước luôn. Đổ nước và nó chạy. Vì sao? Khoa học công nghệ nó phát triển. Thế mình bán đổ xăng là mình phải mất tiền rồi, đúng không? Nông sản cũng thế. Ổi nó vẫn là ổi, nhưng bây giờ tôi thử ví dụ ổi không hạt, ổi ngọt đấy, hay là ổi ăn cả vỏ. Làm thế nào để bỏ cái quan niệm là hoa quả phải gọt vỏ đi? Tại sao táo khi bạn ăn ở bên nước ngoài người ta không cho bạn gọt vỏ? Bởi vì người ta nói là cái vỏ quả táo nó có nhiều vitamin. Khi tôi đã làm việc với một nhà phân phối táo của Ba Lan tại Việt Nam, người ta đưa cho tôi cái quả táo, người ta bảo anh ăn thử đi. Thế là theo phản xạ là tôi lấy dao tôi gọt. Người ta bảo không, bạn phải ăn cả vỏ nó mới thơm, nó mới ngon và nó có mới nhiều giá trị. Vì sao ta phải gọt vỏ? Bởi vì ở Việt Nam ta sợ cái gì phun, cái gì bảo quản. À thế là tôi ăn. Hay là khi tôi sang Mỹ, tôi sang châu Âu, tôi ăn hoa quả, tôi rất là an tâm, tôi không phải gọt vỏ. Đấy, mà hoa quả nông sản ở bên Mỹ, sau tôi sẽ nói với anh chị, nó rất là rẻ. Tại sao là như vậy? Mình phải liên tục cải tiến sản phẩm để tăng sản lượng, để tăng chất lượng, để đổi mới mẫu mã bao bì. Ví dụ như là nó nhạt làm nào nó ngọt, nó nhiều hạt làm nào nó không hạt.
Đấy, nó không có mùi làm nào để nó có mùi. Đấy là những điều mà các nhà nông phải trăn trở. Hạt điều rang muối, rồi ngon, rất ngon, tôi rất là thích ăn hạt điều rang muối. Nhưng thử rang bơ, rang sô-cô-la, rang cacao, rang sữa, tôi giả sử thế. Mình phải có những cái khác. Hay là hạt điều lại mọc đậu phộng, tôi ví dụ như vậy. Mình phải tạo ra những cái sản phẩm khác. Hay snack hạt điều, đúng không ạ? Tại sao bọn nó bán gói bim bim? Mình cũng phải làm. Hãy nhớ điều đó. Đừng bao giờ kêu than là cứ được mùa mất giá khi mình không hề chủ động về sản phẩm, cải thiện công nghệ sản phẩm, chế biến tốt hơn, nghĩ đến cái thị trường. Tại sao có những nhà vườn người ta không đủ hàng để bán, còn có những nhà vườn để ê chề? Tôi thấy rất là đau lòng, tôi thấy rất là thương xót, tôi thấy rất là buồn khi mà cái dịp Tết những nhà vườn chăm được những bông hoa rất là đẹp rồi không bán được, phải đập đi. Tôi thấy rất là tiếc. Và tôi đấy là lý do tại sao tôi phải sản xuất cái video này. Chúng ta có thể bán online được, đúng không ạ? Tôi như tôi đã nói, tôi cũng xuất phát là một nông dân, bố mẹ tôi cũng là nông dân. Thế tôi khi tôi nói tôi cũng các anh chị có thể nhìn thấy tôi cũng chảy nước mắt ra. Tức là gì? Tôi thấy cảm thấy rất là thương xót. Cũng một nắng hai sương mới được hạt gạo, mới được bông hoa, mới được cây lúa, mà bây giờ mình phải bỏ đi như thế rất là phí, vì mình không bán được hàng. Hay rồi thì cứ dịp Tết đợi đấy là đào mất mùa, quất mất mùa, rồi hoa quả mất mùa, buồn lắm. Tại sao mình không bán sớm đi? Tại sao mình không có chiến lược bán hàng online? Đúng không ạ? Mỗi người đặt một vài cây, mình tổ chức khâu vận chuyển, mình phải tính 4.0 là sẽ phải online hết. Làm như kia quá rủi ro. Đêm hôm rồi mất cắp rồi thì người ta không mua. Thật là tiếc. Bây giờ bảo người ta là phải bán rẻ đi cũng không được, bảo người ta là sung quỹ cho nhà chùa cũng không xong. Đau xót. Với một tư cách là một người làm marketing, là một người thầy đi giảng dạy về marketing, bán hàng, thương mại điện tử, thì tôi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm. Các anh chị thử áp dụng những cái lời khuyên của tôi xem nó có thành công và thành công nhiều hay không. Đấy. Thế tôi đã giúp rất là nhiều các đơn vị kinh doanh thành công rồi. Đấy. Thậm chí là các anh chị có thể mua những cái cuốn sách của tôi như thế này. Cuốn sách về marketing online để các anh chị có thể học thêm. Trong cái khóa học này tôi sẽ giới thiệu thêm cái cuốn sách này. Rất là hướng dẫn. Năm Tết năm vừa rồi có một anh học viên đã nói là tôi đã áp dụng cái công thức của cuốn sách này và cái khóa học này. Bán bưởi hồ lô đã tăng gấp 3 sản lượng. Và tôi tin rằng là sang năm tôi sẽ còn bán được nhiều hơn. Và rất là cảm ơn tác giả, chính là tôi. Tôi vui lắm. Bán một cuốn sách tôi lãi được bao tiền? Tác quyền người ta trả cho tôi được mấy nghìn đồng. Tôi viết một cuốn sách này được khoảng độ 30 triệu tiền bản quyền người ta trả một lần rồi. Nhưng mà các anh chị áp dụng được tôi rất là vui. Đấy, có người thì đi xây chùa, có người thì đi phát khẩu trang làm từ thiện, có người đi làm cháo. Tôi sẽ sản xuất video giúp cho người bán hàng bán được nhiều hơn, giúp cho bà con nông dân bán được nhiều hơn, ví dụ như thế. Thì đấy cũng là cách mà tôi làm điều tốt. Và tôi rất mong muốn những cái video của tôi có thể là chưa được tốt, chưa được đầy đủ, có thể là khó hiểu hay dễ hiểu, thì nhận được những cái phản hồi của các anh chị và cô dì chú bác để tôi tiếp tục sản xuất những cái video khác, bổ sung thêm. Hay là những cái trường hợp của các anh chị phản hồi cho tôi để tôi học hỏi. Tôi lắng nghe và tôi trao đổi. Nếu mà tôi giúp được thì tôi giúp, không thì tôi cũng có thể chia sẻ cùng, đúng không ạ? Rất là cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.